Hai mẫu tự động, ba mẫu tự động luôn cho anh chị mình lựa nha, họ thích nha. Toyota Ford, Honda Accent, Accent 22 tự động 283, Focus 2015 tự động luôn, hatchback luôn, 255, 215 hay 20 mấy ta? 212 anh chị, 212 tự động 1.8 bản full nha anh chị nha, nỉ zin nha. Vios E, xe để ngoài đây hơi dơ xíu anh này thông cảm. Đời 2016 máy trắng mẫu 27. 338 triệu. Đó, đẹp không? Anh chị cứ qua lựa thoải mái, lấy thử vô tư. Nơi giao lưu cho đổi mà, đừng lo gì hết, cho nợ bán thiếu bù trừ. Nợ 10 triệu đến 100 triệu tùy xe, những dòng 200 300 cho nợ 3 40 là chuyện bình thường. Xe nào cũng đăng kiểm còn cũng là xe gia đình, ba xe đều là gia đình không lỗi hết nha. Đó. Cho anh em mình thiếu, cho anh em mình nợ, anh em qua lựa đại đi, lái thử tự nhiên đi, đừng có lo, đừng có sợ lo lắng gì chứ. Anh em mình lái thử thì thích đi, rồi từ từ anh em mình mua xe khác cũng được. Anh em nào đang có nhu cầu, đam mê muốn chạy thử thì cứ qua chạy vô tư, có bằng lái thì cho chạy thôi. Đó, rồi từ từ mình mua đâu gì đâu gấp, thiếu gì xe. Thịnh Bến Tre anh em biết em rồi thì anh em đừng có lo. Rất là nhiều xe, mình làm đây mình làm bằng thương hiệu chứ không phải làm bằng cái tiền ha. Đó, cho mình làm cái đời anh chị yên tâm nha. Rất là nhiều xe, anh em nào đam mê những cái dòng này thì cứ lên lái thử chạy thử, rất là nhiều xe tại Thịnh Bến Tre, nơi giao lưu cho nó mua bán với bà con ha. Rồi cảm ơn anh chị nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video từ anh Thịnh Bến Tre. Và anh em nào mà có xe bán mà không biết bán cho ai thì cứ liên hệ cho em. Đó, ví dụ anh em giới thiệu gửi hoa hồng cho anh em mình luôn cũng được. Đó, qua số là 0564717171 nha. Đó, có alo là sẽ có bớt và có chạy thử là cũng có bớt luôn. Cảm ơn anh em mình nhiều, chúc em buổi chiều vui vẻ. Anh em nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh. Anh em nào muốn xem nhiều hình hơn thì cứ vào Facebook bấm đăng ký theo dõi Thịnh Mắt để cập nhật nhiều hình ảnh hơn nha.